ra, tránh ra của tao. Ui lập hộp thế. Chào các bạn mình. Ôi đẹp mơ. Chào các bạn mình. Ôi ôi. Thôi này có shotgun không? Có shotgun băng. No. Tha tao mày ơi. 17 giây nữa, cố lên. Cứu me. Ê mình giống này. Mỗi về đi. Ui từ từ nhá, phòng này nhiều hộp lắm. Xong rồi là có thằng có mình phải vứt luôn xuống đi. Thằng có sơ văn băng nhiều hòm quá. Ok. Ôi đấy rồi, mẹ hóa ra mới đi. Ôi mẹ nó hóa thật kia. 3 lần rồi, 3 lần cầm của súng ấy thì 3 lần làm rong. Chán ra mà nói luôn. Ui không phải shotgun băng này, lại cung này. Ui kiếm lagun đấy. Ơ từ từ, ai đây? Đây có kiếm lagun mẹ nó, khổ thật. À, sao kiếm của mình kiếm lợm à? Kiếm để ui à, đâu kiếm xịn nó không có quanh thôi, nhưng mà nó vẫn xịn đấy em. Đấy chém phát xong em ai đây tiếp đấy. Cô này ui ôi, hai tay súng chúng nó vứt không nhằm dùng luôn em ạ. Phòng này quá nhiều vip, cầm hai tay súng đi săn nhá. Xong rồi kết hợp kiếm nó gần, kiếm nó gần nó bị lag ạ. Thực ra nó vẫn chém vẫn có kiếm khí đấy nhưng nó bị lag đấy. Đeo giờ chết ngay, nó không có hiện kiếm khí lên, nhiều khi mình không biết là nó hết từ bao giờ. Ui bay kìa. Ui giết đi, chết đi. Đấy rồi đấy, cái đầu kiếm khí này, kiếm khí xong rồi mg 3 đôi hợp lý chưa. Ui phế vãi, chặn giòm ngon thật, khỏi phải là chặn giòm đã kinh rồi nhá. Xong rồi kết hợp với kiếm lagun nữa, đúng là bộ đôi song sát. Đấy, lại đút tìm kiếm này, gần như anh em có thể đút liên tục được mà đút cái thao tác nó nhanh hơn so với bản CS online. Đấy, đây là bộ đôi song sát. Kiếm này gần đẹp nhất là cái kiếm khí thì lại không nhìn thấy. Cầm khẩu bắn hết bố đạn à. Bắn đi nhặt hòm, nhặt hòm. Thằng nào có sao thằng nhặt nó đổi cung, lấy cái cung thần nghịch phát à. Ai hòm nhiều chưa? Anh em lâu lắm mà nhìn thấy nhiều hòm như này đấy. Đây. AK độc này. Đây. Vứt đầy ra đây. Lúc. Ui súng kẹo. Súng kẹo có biến hình. Ok. Chết ngay. Ê mình có hóa một cái này, từ từ. Đây là mình sẽ hóa thành con gà nhá. Đây mình sẽ hóa con gà cho anh em xem này. Đấy, bắn nó chuột phải ra, anh em bơi vào. E này. Ôi, bấm E là tắt đi rồi. Mình bấm. À, đang bay. Ở đây, quả gà nhanh nhá. Về này, đừng bấm E nhá. Anh em bấm V. Ôi lại thành mèo thôi. Đây, đấy, con mèo này thì chạy. Nó không để ý mình đâu rồi. Không, con siêu ma nó không để ý mình. Trốn rồi. Con này có thể cào này. Thôi con mình hóa con này rồi. Ok. Ôi đâu đây. Cùng làm hết rồi. Kìa, nó đây đây. Nó vong qua sau rồi. Ui, mình có shotgun không gian bạn ơi. Lừa bạn ơi. Tuổi gì mà đòi lên đây. Ui, con này lên là thật này. Úi giời, đuổi ai cơ. Mày đuổi tao này. Đây. Hóa đi. Nào, cố lên, hóa con gà phát để chạy nào. Đây rồi, hóa gà, đấy. Sao em có thể bay nhá. Nghèo, thế rồi. Mình thích con này mãi. Nghèo, anh em bớt giữ cách là chúng ta sẽ có thể bay. Đấy, chúng ở đây rồi. Không thật là đi cả. Đây. Vũ khí nóng đây. Đấy, dính cái độc không gian là chết chắc rồi. Siêu đồ nhỏ này. Chết ngay. Được rồi.
Ui, hero luôn, ngon. Ui giời, lo được em ơi. Chạy đi bạn ơi, cuốn anh bảo kê. Mình bảo kê thằng này sống là mình sống này. À, gọi hội à, gọi hội à. Ui giời ơi, sao rơi mất rồi. Ơ, tự nhiên rơi hết kìa. Ngon rồi. Đó, có con gà đấy. Mình thấy con thú vị nhất là đấy là con gà. Tránh ra, tránh ra bạn ơi. Mình phải đề phòng cho con siêu đội nhỏ này được. Đây, mình bay qua đây. Đấy rồi, ok ok, lo được lo được. Ui, trời ơi, easy. Game là dễ. Chết ngay à, mình lo được. Ui, hay quá. Còn này nhiều VIP ấy em, nên là cứ từ từ mà thử thức vũ khí mới thôi. Đây là con N này. Ui, AVKM. Ui, thương set đấy. Ui, thương set xịt. Ui, thương set này ngon nhá. Thương set này có đầy đủ chức năng nhá. Thương set này em phải xịt trúng người Zom ấy, thì nó mới cứ hồi được cái phi được. Đấy, 300 máu rồi này. Ui, bắn đấy, cao đi bắn đấy. Đấy. Hay. Ui. Chết rồi. Cái Zom hơi đông rồi, hơi đông quá rồi. Hơi đông quá. Hiệp thứ 14 rồi. Nào, cho cái gì nó ra hồn đi. Katana làm gì. Cung cơ. Ui, đã cho gold này. Ui, thằng kia được cung thần kìa. Cho một cái đi nào. Ui dồi. Ui ôi. Ô, quả lục ấy này. Python, Python. Được, 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 được. Quả này tạm được, tạm được. Python với cả kiếm súng. Đấy, cái này là Python Vinh Quang. Gọi là Vinh Quang đi. Tại mình cũng giống giống Vinh Quang, đồ Vinh Quang thật. Nhặt tạm này đi. Chắc mình nhặt mỗi khẩu lục. À, quả súng không gian này có ấy này, có E này anh em. Cái E của nó dị cực em nhá. E này. Đấy, anh em sẽ tăng hình và sẽ tạo ra một cái bóng ảo ở đây. Đó, bấm mỗi E một phát nữa thì em sẽ dịch chuyển về chỗ cũ. Ờ, hợp lý không? Nghịch phết. Quá trời súng mới luôn. Bấm V à? Bấm V để làm gì? Ồ, bấm E với V để là... Cái V là làm gì ấy? Hình như V là tăng tốc độ di chuyển. Rồi. Ê, cũng có độc không gian anh em. Cái này nó vẫn có độc không gian. Từ từ mình sẽ đi săn nhé. Mình sẽ đi săn cầm... Bấm E đúng không? E này, anh em dịch chuyển này. Vừa bắn được rồi các thứ đúng không? Ê, nhưng bắn nó không mất máu kìa. Bấm E lần nữa thì để dịch chuyển về. Mà nếu em không bấm E thì... nó sẽ cứ đi, nó sẽ đi di chuyển như bình thường thôi. Thôi chết rồi đấy. Đấy rồi anh em. Ấy cái mẹ con mẹ cái cung thần lởm. Ui được cái cung thần lởm này nữa, nó méo quá e à. Đùa, số mình đen vãi, mình chưa bao giờ test được cái quả quất của con nò của cung này nó ra hồn nữa. Ui ô a đù, kiếm súng biến hình được đấy. E thành dạng hai tay đúng không? E. Biến hình này. Ui, cũng quả kiếm súng dịch vừa biến hình được mà. Ảo thật. Ui, chết luôn, mũi tên chết luôn. Đấy, bắn thưởng đã như thế này rồi mà. Giờ mà có cái là... cái gì ta? Gọi là cái gì ta? Liên hoàn tiễn ấy. Cái liên hoàn tiễn nó thì bá đạo như mức nào? Thấy không? Bắn bình thường đấy, đây này là bắn rất bình thường đấy. Chip vào kẹo. Cái thế. Mấy lần được cầm rồi mà nhớ được. Test cái liên hoàn tiễn. Đen thật, mình đen thật, công nhận. Anh em biến hình này. À, vừa nãy mình biến hình cầm tay dài của gì nhỉ. Đây, chú nói đây. Ôi, thằng này có liên hoàn tiễn đây này. Này, liên hoàn tiễn thì cũng chết. Úi giời, chạy. Đây là lần đầu tiên mình bắn kiếm súng được trúng thêm một thằng zombie đấy. Ê, đấy bắt được em.